Đây lên lại nha ông anh mình nha. Ông ơi, có cây cây này, cây mai đã được chơi uốn lượn từ nhỏ. Cái này thế gì anh Tài? Thế này thế gì? Cây mai này nè. Thế hình thú. Thế hình thú. Được uốn lượn từ nhỏ nha, mình nhìn là mình cũng thấy đẹp lắm rồi đó. Giờ có khách trả nhiêu rồi? Trả 800 phải không? Giờ mua. Giờ nhiêu mới bán? Nhiêu mới bán nói đi nè. Em Út lấy tiền cò thôi. 1 tỷ nha anh em. Thôi còn không thì mình kêu tỷ mốt á. Đó, ông nào mua inbox mình lấy tỷ mốt. Lại em 100 á nha, anh bán 1 tỷ nha. Trời. Đây ông anh đang chỉnh cái cây đó. Anh em nào đây ra nào. Ra nào chơi thì